Rồi tiếp tục này, thì sẽ sang một cái gọi là cross origin nhé. Thì sẽ trình bày cho mọi người qua một cái khái niệm cross origin này có nghĩa là, thôi tí nữa cho em tí nữa xem nào qua này, em sẽ trình bày qua cho mọi người một lỗi trước nhá. Đấy, đầu tiên ở đây phần front end này, mọi người để giải nén ra nhé, còn đây là phần back end. Nếu mà ai mà làm phần front end back end rồi thì mọi người import vào thì mọi người sẽ thấy nó bị lỗi. Rồi, đợi chút để em import cái back end này nhá. Demo này là cái back end này. Rồi, còn đây là phần front end này. À, phần back end em comment lại cái này một tí nhá. Bởi vì cái này em fix rồi ấy. À, comment lại cái này. Rồi, chạy cho nó update project. Đây. Tiếp theo là thằng phần front end. Ok chưa? Bởi vì cái này nó liên quan đến hai khái niệm. Và mọi người xem trình bày qua cái lỗi nhé. Cross origin. Đây, phần front end này nhá. Em đã viết trước rồi. Bấm select folder này. Thì ở đây em đã viết sẵn một cái thằng folder rồi. À, một cái API rồi. Thì ở đây em viết sẵn một cái thằng gọi là Department API. Ok chưa? Có paging, có thứ này. Đấy, có mỗi paging thôi. Đấy, và HTML các thứ thì có một trang là trang department. Ok nhỉ? Rồi mấy file JS thì em giống như cái trước. Em hướng dẫn mọi người thôi, không có gì cả. Đấy, view list này. Ok chưa? Vẫn giống bình thường mọi người làm thôi, không có gì cả. Đấy, thì em run thử này lên nhá. Thằng backend này, em cũng sẽ run thằng backend lên nhá. Mấy đứa mọi người viết là run cả database luôn đấy. Đấy, database này. Mình chạy lại cái nhá, nhìn cho nó. Ok. Rồi, thì cái quy trình mọi người làm nhá. Ô, nhầm. Đây, cái quy trình mọi người làm nhá. Bao giờ cũng sẽ là viết backend trước. Ok chưa? Mấy đứa mọi người làm thành thạo ấy, mọi người có thể viết backend riêng, phần front end viết song song nhau được, bình thường. Khi mà mọi người định nghĩa ra một cái API rồi, mọi người có thể viết song song được. Nhưng mà ở đây thì mọi người đang gọi là viết từ dưới lên ấy, thì bao giờ mọi người có xu hướng viết database trước. Sau đấy thì viết entity, viết repo, viết service rồi bắt đầu viết controller. Ok chưa? Đấy thì tạm thời bây giờ mình viết backend trước thì test qua nhá. Thì ở đây em đã viết qua một cái thằng backend giống như kiểu vừa nãy mọi người làm ấy, là viết qua một thằng get all. Ok chưa? Và chỉ có paging thôi. Ok không nhỉ? Đấy, và bao giờ khi viết xong backend mọi người không được tích hợp phần frontend luôn nhá. Mọi người sẽ phải viết thằng post, à mọi người sẽ phải test qua thằng postman trước. Ok nhỉ? Bao giờ cũng sẽ phải là như vậy nhá. Đấy thì ở đây em sẽ test qua thằng thằng này trước này. Thì ở đây thì cái paging này em xóa đi nhá. Ăn nhầm cái filter xóa đi nhá. Thì ở đây có một cái paging nữa đúng không? Paging về sort. Đấy, bấm xem này. Mọi người thấy nó hoạt động bình thường không? Bình thường không? Bây giờ thử vào thằng browser nhé. Thằng browser chỗ này nó sẽ là localhost gì đấy đúng không? 8080. API V1 đúng không? Viết sai. Ok chưa? Mọi thấy nó hoạt động bình thường không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ em thử tích hợp phần front end nhé. Cái phần front end này, trong cái view list này, trong cái view list nhé, là mình sẽ call một cái API. Ok chưa? Đấy, call một cái API là get all. Đấy thì trong thằng get all này thì cái link của mình nó sẽ nhảy đúng không? Bây giờ của mình sẽ là localhost 8080 rồi, chứ không phải là 3000 là cái mẫu API nữa. Ok chưa? Và đường link của mình sẽ là API V1 department. Ok chưa? Đúng không? Đấy, thì bây giờ run thử lên nhá. Thì mọi người sẽ run trong cái thằng gọi là thằng file common nhá, file run trong thằng index đúng không? Nhưng mọi người nhớ tí gì phần phần em không? Đấy, thì mọi người sẽ thấy nó bị lỗi này. Đấy, mở console lên, mọi người sẽ thấy nó bị một cái lỗi. Rồi, em sẽ run lại cho mọi người xem nhá. Rồi, bấm này, em làm lại này. Đấy, thì khi mà nó gọi API nó sẽ bị lỗi. Đây này. Ví dụ mọi người thấy nó gọi API này đúng không? Check lại API này. Mọi người thấy nó ra không? Nhưng mà lúc mà gọi API nó sẽ bị lỗi này. Đấy. Nghĩa là nó đang truy cập cái API này từ cái origin. Tức là từ cái trang web này. Được chưa? Origin kiểu như là từ cái trang web ấy. Đấy. Và nó đã bị block bởi cái này là cross origin nhá. Policy. Ôi chưa? Cái cross origin policy này nghĩa là sao? Đây thì em sẽ giải thích cho mọi người. Mặc định ấy. Cái thằng API này này. Nó là liên quan đến security, có nghĩa là
mặc định chỉ có những cái thiết bị test như kiểu là Postman hay là browser nó có thể truy cập được API. Ok chưa? Còn ngoài ra nó sẽ block tất cả những cái ứng dụng thứ ba muốn truy cập vào API. Mọi người biết để làm gì không? Để cho nó bảo mật ấy mà. Đấy, mặc định thì thằng Spring này nhá, nó sẽ block tất cả luôn. Ok chưa? Ngoại trừ thằng browser và thằng Postman, cho nên là mọi người test trên Postman hay là trên browser thì nó vẫn được bình thường. Nhưng mà khi mà mọi người tích vào phần frontend của mọi người, nó lập tức nó sẽ bị một cái lỗi như này. Ok nhỉ? Mọi người hiểu ý tưởng không? Hiểu đang bị vấn đề gì không? Đấy. Thì tức là bây giờ cái thằng backend của mình là nó phải cho phép cái thằng frontend này nó truy cập vào API đúng không? Đúng nhỉ? Đấy. Thì khi đấy mình sẽ config nó kiểu như này nhé. Mọi người vào cái component configuration này. Đấy, mọi người copy cái dòng này vào. Ok chưa? Thì em sẽ giải thích qua cho mọi người cái dòng này là cái gì. Ở đây nó là CORS này. CORS là viết tắt cho từ Cross Origin. Ok chưa? Em không biết là viết tắt hay không, nhưng mà cái chữ CORS này nó tương đương với lại Cross Origin. Ok chưa? Đúng không? Cross này, Origin đúng không? S này là nhiều thôi. Origin là kiểu một trang web, một ứng dụng, nghĩa là một nguồn đấy. Đấy, Cross Origin có nghĩa là kiểu như là cho thông nhau ấy, được rồi đấy. Đấy thì là mọi người có thể add cái Cross Origin vào đây, và ở đây là add mapping. Add mapping ở đây có nghĩa là nó cho phép truy cập tất cả những cái đường link. Ok chưa? Ví dụ mọi người muốn chỉ cho truy cập department thôi chẳng hạn, thì mọi người sẽ viết như thế này, department như này đúng không? Đấy, nhưng mà ở đây sao như này có nghĩa là mình cho phép nó truy cập tất cả những cái API mà thằng này đang có. Ok nhỉ? Đấy thì cái thằng đầu tiên là cho truy cập tất cả những cái API nhá. Còn cái thằng thứ hai là allow origin, có nghĩa là cho phép những cái trang web nào truy cập vào. Ok chưa? Ví dụ như cái phần frontend của mọi người thấy ở đây có phải nó đang là thằng nào không? Đấy, mấy nữa nhá, nó không phải là cái tên local này đâu, mà nó có thể là Facebook này. Ok chưa? Có thể là Facebook. Ngồi hiểu ý tưởng không? Tức là nó là cái domain đấy mà. Đấy, thì ở đây nó đang là cái web này, nó đang cho cái 127.0.0.1. Cái này thực ra nó là localhost. Ok chưa? Cổng 5000 truy cập. Đấy, thì mọi người cho phép cái phần frontend của mọi người truy cập. Mọi người chạy trên cổng gì thì mọi người code vào nhá. Trên máy của em hiện tại đang chạy trên cổng 5500, nhưng mà có thể là cái máy của mọi người nó sẽ 5001 chẳng hạn. Ok chưa? Đấy, và cho phép truy cập những cái method nào thì ở đây là get, post, put, delete. Ok chưa? Đấy, đây là 4 method và cho phép tất cả những cái header. Thì cái header này mọi người chưa học nhưng mà mọi người ghi vào. Nói tóm lại là mọi người copy cái thằng này vào. Ok chưa? Và xem cái phần frontend của mọi người có chạy khác cái cổng này không. Nếu mà chạy khác thì mọi người copy lại. Ok nhỉ? Đấy, thì khi đấy mọi người đã cho phép truy cập nhá, thì bây giờ là chạy lại. Rồi, mọi người chỉ cần add đúng một cái này thôi, nó rất là đơn giản. Add đúng một cái này. Đấy, và mọi người em làm lại. Cái lỗi này không phải là lỗi phần frontend đâu nhá. Ok, giờ lỗi này là lỗi do backend nó không cho truy cập vào. Đấy, thì mình phải cấu hình cái thằng cross origin này để cho phép truy cập vào. Ok chưa? Ừ, thực ra cái này nó là tính năng ấy, nhưng mà mọi người lúc mà truy cập vào thì nó đại khái nó sẽ bị chặn. Đấy, chứ thực ra là nói lỗi thì nó không phải là lỗi. Đấy, bấm enter này. Đấy, mọi người thấy nó không bị lỗi không? Đấy, và khi đấy thì mình sẽ get được API. Ok chưa? Đấy, mọi người có thể bấm vào cái network này. Ôi, tật bối gì đi rồi. Đây mọi người có thể bấm vào network này. Mọi người thấy là nó sẽ gọi được các cái API này. Đây mọi người thấy không? Đấy, HTTP 200 này này. Ok chưa? Đấy, response các thứ này này. Mọi người có thể bấm vào preview để xem content này. Đấy, thấy không? Ok chưa? Đấy, hoặc là bấm vào response này mọi người xem. Thực ra nó giống cái Postman mọi người vẫn gọi không? Đấy, còn tích hợp cái này thì chắc là không vấn đề gì đúng không? Mình chỉ đổi key các thứ đó mà đây này. Mọi người vào thì chắc là mọi người chỉ cần đây vào cái trang view list này, mọi người chỉ cần đổi key của mọi thứ đó. Gì cả. Mọi người hiểu qua cái thằng cross origin không? Hiểu nguyên nhân gặp phải gì và cách khắc phục ấy. Thì gần như là mọi người cứ tạo thằng này ra này là chẳng có thằng nào gọi được. Cho nên là bắt buộc mọi người phải config cái cross origin này. Ok chưa? Bắt buộc luôn nhá, là phải config thằng này. Rồi. Thì đấy là cross origin. Và cái thằng này này là nó cho phép gọi là chỉ có thằng này truy cập thôi. Ok chưa? Mọi người muốn cho phép tất cả mọi trang web truy cập thì có thể là sao như này. Ok nhỉ? Thì có nghĩa là tất cả những cái ứng dụng thứ ba đều có thể truy cập được à. Đó. Ngoài ra nó có một cách cấu hình nữa nhé, là như này. Đây,
Cái này là cho phép tất cả các ứng dụng truy cập được đúng không? Ngoài ra nó còn một cái config như này. Cái này là giống kiểu config kiểu dạng global ấy, cho phép tất cả những cái trang web. Ok chưa? Nếu mà mọi người mà muốn cho phép truy cập riêng lẻ từng cái API ấy, thì mọi người có thể cho ở đây này. Cross origin. Đây, xong đóng mở ngoặc, cái đường link của mọi người là cái gì? Ok chưa? Đây. Ví dụ như mọi người muốn cho thằng phần frontend này này, phần frontend này này nó chỉ truy cập được thằng department thôi. Còn những cái API khác không truy cập được. Ok chưa? Thì cái đấy mọi người có thể thêm vào đầu của controller. Ok không nhỉ? Ở đây gọi là controller level, nghĩa là mình chỉ thêm được ở tầng controller thôi. Còn ở đây nó giống như kiểu config global ấy, là cho phép tất cả những cái gọi là API trong ứng dụng của mày. Thường thì người ta sẽ config kiểu như này nhá, chứ không ai config kiểu kiểu riêng lẻ như này đâu. Nhưng mà trên mạng ấy, nó demo thì nó hay demo riêng lẻ như này. Thì giới thiệu thêm cái cách này nữa để cho mọi người, nếu mà có đọc tài liệu trên mạng thì mọi người còn biết đấy. Ok không nhỉ? Cái này là cho phép riêng lẻ nhé, mọi người hiểu hiểu khác nhau giữa hai cái này không? Nó giống kiểu như là, giống kiểu thằng date time các thứ vừa nãy ấy. Một thằng là config chỉ cho thằng đấy thôi, còn một thằng là config dạng global, thì thường nó sẽ config dạng global để cho thống nhất cả dự án. Ok chưa? Thì thường là người ta không config kiểu như này đâu. Sẽ phân quyền nó làm thế này. Kiểu kiểu đấy, nhưng mà phân quyền sau này người ta lại không làm như này nhé, bởi vì chẳng có ai phân quyền là cái web này được truy cập cái API này cả, mà chỉ có người dùng này được truy cập API này, người dùng kia được truy cập API kia. Đó. Chứ thường thì web thì nó lại không 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 phân cấp theo ứng dụng kiểu như vậy. Thực ra chưa gặp cái web nào mà phân cấp theo kiểu ứng dụng kiểu như vậy, nó chỉ có phân cấp theo kiểu người dùng thôi. Ví dụ login vào tài khoản admin thì có thể thực hiện tính năng ABC gì đấy. Ok chưa? Đấy thì nó chỉ có kiểu đấy thôi. Đấy thì nó có hai cái cách config như này. Đấy thì mọi người để xem qua. Đấy thì mọi người để xem qua nhé. Đến đây là mọi người có thể tích hợp được phần frontend là get all là hoàn chỉnh đấy. Hoàn chỉnh rồi. Ok, mọi người để xem qua nhé.